Hello, Đặng Tấn Luân xin chào cả nhà của chúng ta. Ngày hôm nay Luân sẽ làm một cái video clip để mà giới thiệu chúng ta về một cái hộp, nhưng mà cái hộp này là chúng ta làm bằng giấy, theo kiểu của người Nhật, nó gọi là origami. Chúng ta biết là người Nhật người ta rất là khéo về làm những cái bông, những cái gì món gì mà tỉ mỉ nó nhỏ đó, thành ra người Nhật người ta khéo lắm. Mà cái chuyến đi Nhật về đó thì mấy lần thì Luân ráng làm. Có mua một số origami paper để mà làm nhưng mà chưa có cơ hội. Thì ngày hôm nay Luân sẽ cùng các bạn để chúng ta cùng khám phá coi chúng ta làm cái hộp đó như thế nào, và chúng ta làm những món quà chúng ta bỏ vào trong những cái hộp nhỏ đó để mà gửi đến cho các bạn bè của chúng ta. Và những cái giấy mà Luân xài là những cái giấy hình vuông như thế này, thì nó có ở những gọi là những cái Japanese store. Nếu mà ở Cali thì chúng ta rất là dễ tìm, nhưng mà nếu mà các bạn nằm ở xa mà không có những cái tiệm Nhật đó thì chúng ta có thể lên Amazon chúng ta kiếm. Nhưng mà những cái giấy này thì phải là những cái giấy mà nó hơi cứng cứng một chút xíu, tại vì những cái giấy cứng thì chúng ta xếp lại á, thì nó dễ hơn. Còn Luân đã thử với cái giấy mà nó mỏng rồi thì nó rất là khó. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng nhau xếp cái là nó gọi là octagonal origami box. Ok, rồi chúng ta cùng xếp cho với luôn nha. Bước đầu tiên thì chúng ta có tờ giấy như vậy rồi ha. Bây giờ thì chúng ta gấp chéo nó lại như vậy. Đấy. Mà khi mà chúng ta gấp chéo ra như vậy rồi đó thì chúng ta nhớ là cho nó có những cái crease, những cái lằn ha. Những cái lằn giống vậy. Sau khi gấp chéo một đường rồi thì chúng ta gấp thêm một cái đường thứ nhì. Mà đặc biệt là những cái giấy này đó là mình khi mà mình muốn xài đó, là những cái giấy này phải những giấy hơi cứng cứng mà không mềm. Nếu mà mềm mềm khi mà mềm á thì nó sẽ rất là khó làm cho chúng ta. Ok. Và sau khi chúng ta đã gấp thành bốn cái hình tam giác giống như vậy ha, thì chúng ta bắt đầu từ mỗi cái cạnh chúng ta gấp vô trong cái mí ở giữa. Ok, các bạn có theo dõi giống luôn không? Đây thì đây là chúng ta gấp vô cái mí ở giữa. Ok, rồi thì chúng ta bắt đầu cũng giống như vậy, chúng ta gấp cái mí thứ nhì. Rồi chúng ta trở qua, chúng ta gấp cái mí thứ ba. Rồi chúng ta trở lại, chúng ta gấp cái mí cuối cùng ha. Đây, chúng ta đã có. Rồi. Sau khi chúng ta gấp ra như vậy rồi thì chúng ta mở một cái hình tam giác lên giống như vậy. Ok, cái hình tam giác mà đối diện với cái hình tam giác này đó thì chúng ta lại gấp nó lên với lại cái mí của cái hình tam giác chúng ta mới vừa mở. Đây, cái đỉnh nhọn của nó lên cái hình tam giác chúng ta mới vừa mở, các bạn có thấy không? Này, nó vô cái mũi đỉnh của hình tam giác chúng ta mới vừa mở. Thì từ đây chúng ta sẽ gấp ngược nó lại. Mình có thể mình gấp ngược nó lại cũng được, hay là mình không gấp lại nó cũng ok. Rồi chúng ta mới từ cái góc này chúng ta bẻ nó lên theo cái lằn của cái hình tam giác hồi nãy chúng ta mới vừa gấp ở đây. Chúng ta bẻ nó lên thì chúng ta có cái hình vậy. Các bạn có theo luôn so far không? Khi mà nếu mình bật ra vậy thì nó là hình như vậy. Ok, sau khi chúng ta như vậy thì chúng ta gấp nó vô thì chúng ta có hình như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta mở nó ra. Thì sau khi chúng ta mở nó ra rồi thì chúng ta gấp ngược, gấp ngược
cái ở dưới đáy lên. Hồi nãy thì lúc đầu là chúng ta đã có một cái lằn ngay ở đây rồi, ngay ở đây thì chúng ta có một cái lằn rồi nè, đó từ lúc đầu rồi đó. Thì bây giờ chúng ta chỉ cắt ngược nó lên thôi, chúng ta giữ cái món này chúng ta cắt ngược nó lên thôi. Ok rồi, mình tới đây rồi ha. Rồi sau khi cắt ngược nó lên như vậy rồi thì cái hình nó sẽ như vậy đây. Rồi chúng ta vẫn giữ cái mối này, cái mối ngay chỗ này chúng ta vẫn giữ. Ok thì chúng ta sẽ, cái này hơi khó nói ha, chúng ta sẽ gấp làm sao mà chúng ta vẫn giữ cái ở giữa này nè, cái đường ở giữa này nè, cái đường crease ở giữa này nè đó. Chúng ta bắt từ đây nè, chúng ta giữ từ, chúng ta nhấn vô ngay giữa làm sao mà cho nó các bạn thấy luôn, vẫn giữ cái mối này không, cái mối ngay đây nè, nhưng mà làm sao mà cho cái đó. Đây, thấy không? Đây là đằng sau nè. Thì chúng ta đã được một cái nắp hộp rồi. Ok, Luân sẽ làm thêm lại một cái nữa ha. Nhưng mà Luân kỳ này Luân sẽ làm một cái màu khác. Ok, chúng ta làm một salad cây. Như vậy, cái đầu tiên là chúng ta cắt cái hình tam giác. Nhớ là khi mà chúng ta gấp thì cái crease này chúng ta phải phải làm cho nó có cái lằn nha. Có cái lằn thì nó mới 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 ra đẹp. Rồi sau đó thì chúng ta trở qua, chúng ta cái đối diện chúng ta gấp lại thêm một cái hình tam giác nữa, là chúng ta có bốn cái hình tam giác tất cả. Ok, rồi. Sau khi cái này thì chúng ta gấp từ dưới chúng ta gấp lên. Đây. Một cái hình tam giác. Rồi sau đó thì chúng ta gấp thêm một cái này nữa là cái hình tam giác như vậy. Này, chúng ta có hai hình tam giác. Và chúng ta gấp thêm cái này vô nữa. Có ba cái hình tam giác. Ok. Và cái hình tam giác cuối cùng. Đây, chúng ta có cái hình như vậy. Ok. Và từ đây chúng ta sẽ dở một cái lên, một hình tam giác nó lên. Ok, rồi chúng ta sẽ lấy cái từ cái đối diện của cái hình tam giác ở trên á, hình tam giác này, cái dưới này, chúng ta gấp làm sao mà cho cái mũi nhọn của cái hình giác nó chí với lại cái ghép cái nếp mà chúng ta gấp ở trên đây, là cái nếp này. Thì chúng ta làm sao mà cho cái mũi nhọn nó vô chí mí của cái chỗ mà chúng ta gấp đây. Sau đó chúng ta sẽ làm một cái dấu, một cái crease ngay chỗ này. Ok. Còn nếu mà các bạn, rồi sau đó hồi nãy luôn cái kia luôn có chỉ là các bạn sẽ phô nó lại để mà phô lại làm đôi như vậy để mà bẻ cái này, nhưng mà không không sao nếu mà không bẻ như vậy đó, thì chúng ta từ đây nè chúng ta bẻ lên làm sao mà đó, chúng ta bẻ lên thấy không. Rồi sau khi chúng ta bẻ lên cái này rồi thì chúng ta ở đây là chúng ta đã có một cái đường hồi nãy chúng ta đã làm rồi ha. Chúng ta theo cái đường của cái đường này chúng ta bẻ bẻ cái hình này, hình chữ nhật này lên, thì nó ra như vậy. Rồi sau đó thì các bạn thấy ở đằng sau đây gì? Có cái chúng ta có như vậy. Thì chúng ta giữ cái này ha. Ở đây chúng ta có cái lằn ngay giữa đây nè. Cái lằn ngay giữa đây nè, thấy không? Chúng ta giữ
giữ ngay giữa cái lằn này với lại cái miếng hình chữ nhật này nãy chúng ta mới dạy đó, cái lằn này, thì chúng ta mới bẻ cái này vô. Bẻ làm sao mà chúng ta vẫn giữ được cái mối ở giữa, để khi chúng ta bẻ cái này vô thì đây. Cái mí này sẽ chạm với lại cái cạnh của cái này. Ha. Xong rồi chúng ta sẽ làm cho thành một cái crease để cho nó thẳng. Nhớ là khi mà chúng ta làm thì cái đường này nó phải chúng ta phải làm cho nó ra cái đường. Còn nếu mà không ra cái đường thì hồi cái hộp chúng ta không có đẹp. Ok. Và như vậy thì chúng ta cứ làm tiếp. Tại vì nó cần là một cái hộp là cần 8 cái. Thành ra chúng sẽ lấy tiếp mà hai. Lấy 8 cái miếng ra để mà chúng ta làm thành một cái hộp ha. Thì nếu mà khi mà làm thành hộp thì các bạn nào không có cái clip á thì đi mua cái này cũng được nè. Ha. Nó gọi là Trombones Rigo. Mình thường mình xài mấy cái clip không thôi, mình không có đó, mình xài mấy cái binder clip, mấy cái nhỏ. Mấy cái này cũng được. Để mà mình clip nó lại. Ok, sorry. Ok, bây giờ chúng mình làm. Ok, mình bỏ cái này, cái đầu tiên mình để vô của cái thứ nhì. Các bạn thấy không? Đây kia. Mình để vô. Rồi mình đẩy nó vô. Rồi chúng ta đổi màu. Hồi nãy là cái màu ấy rồi. Bây giờ nếu mà chúng ta ấy đó, thì giống như nãy luôn nói đó, là chúng ta lấy mấy cái clip ra. Tại nó sẽ dễ cho chúng ta hơn khi chúng ta làm. Chúng ta lấy mấy cái clip này ra, chúng ta clip nó lại. Chúng ta giống như vậy. Like this. Yeah. Những cái này nó nhỏ nên nó rất là dễ làm. Còn nếu mà cái này á thì nó cũng được. Nhưng mà nè, cái này cũng được. Cái này cũng được. Mình bỏ vô giống vậy. Like this. Either way, cái nào cũng được hết. Nhưng mà cái nào mình thấy dễ dàng cho mình thôi thì mình cứ việc làm. Rồi mình lấy cái này. Mình làm giống cũng giống như vậy. Mình cũng insert vậy. Nhưng mà các bạn make sure là nó overlap, nó làm nghĩa là cái này, cái móng này với cái này nó cái móng này nó vô với nhau nha. Không thôi một hồi khi mà để ra nó xấu. Mình lấy cái này mình chặn nó tiếp, mình lấy nó tiếp.
Rồi chúng ta tiếp tục lại là chúng ta có màu xanh blue rồi, bây giờ chúng ta lấy cái màu xanh lá cây. Thì chúng ta cứ như vậy ha. Cái này nó vô dưới cửa cái này, chúng ta đẩy vô. Rồi, khi mà nó vô rồi, chúng ta lấy cái clip và clip nó lại. Chúng ta được một phần rồi ha. Hồi nãy cái này màu xanh blue, màu xanh lá cây, bây giờ chúng ta lấy màu xanh blue. Giống như vậy. Ta bỏ nó vô đây. Chúng ta có nó vô như vậy rồi thì chúng ta lấy cái clip, chúng ta clip nó lại. Ok. Rồi bây giờ chúng ta lấy màu xanh, xanh lá cây. Các bạn cứ nhớ là cái này ta cũng làm giống vậy, khi mà nó vô rồi chúng ta lấy một cái clip, chúng ta clip nó lại để nó dễ cho chúng ta làm cái kế tiếp. Ok, bây giờ cái này là màu xanh lá cây rồi, bây giờ mình lấy cái màu xanh blue. Nó khó mà dễ, mà dễ lại khó, nhưng mà mình phải công nhận là mình rất là bái phục người Nhật, người ta đã làm ra những cái này. Rồi cứ thế mà chúng ta cứ bỏ cái này vô trong cứ lần lượt chúng ta làm giống như vậy ha. Ok. Rồi, đây là cái cuối cùng. Cái này cái miếng cuối cùng. Nhớ là cái này nè, cái đầu tiên á là phải nằm ở trên nha, không thôi một hồi mình làm nó sẽ bị nằm ở dưới. Rồi, voilà, chúng ta đã được như vậy rồi, nó ra như vậy. Bây giờ cái bước kế tiếp chúng ta phải làm gì? Là cái bước kế tiếp là chúng ta lấy những cái đầu, cái chóp, cái đầu của những cái này, cái những cái đầu mà cái này, những cái đầu này, chúng ta bẻ nó vào. Luôn đã bẻ một cái đầu nhọn vào không? Chúng ta tiếp tục, chúng ta làm như vậy. Đây.
đầu nhọn ở đây gì? Đầu nhọn. Chúng ta bẻ nó vô. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục chúng ta bẻ cái đầu nhọn này vô nữa. Rồi cứ thế mà chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta có thể lấy mấy cái pin ra được rồi đó. Giữ đó cũng được, hay là lấy ra cũng ok, không sao. Thì mình bẻ cái đầu nhọn vô ha. Rồi. Đây. Chúng ta có một cái nắp hộp hoàn chỉnh. Rồi bây giờ lấy mấy cái pin này ra. Voilà, chúng ta đã có một cái nắp hộp hoàn chỉnh này các bạn. Ngày hôm nay thì cái này nó hơi bóng, thành ra cái ánh sáng nó hơi ấy, thành ra đây là cái nắp hộp mà hoàn chỉnh rồi. Ok. Thì hy vọng là cả nhà chúng ta sau khi coi cái này thì chúng ta sẽ biết làm cái hộp. Đây là cái nắp hộp mà chúng ta đã làm xong. Here we go. Thì cả nhà chúng ta có thắc mắc hay có gì thì cho Luân biết. Wow. Đây. Một cái hộp hoàn chỉnh. Chúng ta chỉ cần làm hai cái nắp thôi. Thì chúng ta có một cái hộp. Khi mà chúng ta có một cái hộp này rồi thì chúng ta có thể bỏ tất cả những cái gì chúng ta thích, hoặc là những món quà gì mà nè, thấy cái này không? Luân làm hai cái nó khác nhau. Bên đây á Luân làm màu xanh lá cây với lại màu xanh blue, còn bên đây là màu đỏ đỏ hồng hồng với màu xanh lá cây. Thì mình muốn làm sao cũng được, cái đó là tùy mình. Nhưng mà cái này là nó rất là một cái cool idea, một món quà mà để mà chúng ta gửi thể tặng đến tất cả những người bạn chúng ta, và hy vọng là tất cả mọi người sẽ thích. Và nếu mà có gì thì cứ comment cho Luân ở dưới, có thắc mắc hay là gì thì cứ comment, cứ hỏi Luân thì Luân sẽ trả lời hết. Và Luân sẽ coi như là sẽ tìm thêm những cái xếp những cái hình khác nhau nữa để gửi đến cho cả nhà chúng ta. Thì hy vọng là cả nhà chúng ta sẽ thích, và hy vọng là mọi người sẽ thích Đặng Thế Luân official YouTube channel. Và nhớ subscribe và share cho tất cả những bạn bè mà người nào muốn biết, để làm thêm những cái món quà để gửi tặng cho người thân hoặc bạn bè trong những dịp lễ lộc hoặc sinh nhật. Ok. Thank you. Love you all. Bye bye.